Chương 1. Ở ẩn. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Tái Thượng Thủy Hương là khu nhà ở xa hoa nhất thành phố Ngân Châu, giá nhà đất cũng đắt nhất thành phố Ngân Châu. Một biệt thự 2 tầng rộng 300m² tọa lạc trên vị trí tốt nhất của Tái Thượng Thủy Hương. Trương Thác 25 tuổi đang bò trên mặt đất, tay cầm một tấm vải màu trắng, sau khi vắt khô vào thùng nước bên cạnh thì tỉ mỉ lau sạch sàn nhà sang trọng dưới chân. Những chiếc xe Porsche, Ferrari đổ trong sân biệt thự đều bám đầy bụi. Những thứ nhìn qua xa hoa lộng lẫy này lại không hề thuộc về Trương Thác, chẳng qua anh chỉ ở rễ nhà họ Lâm, gả cho gia đình giàu có đứng đầu thành phố Ngân Châu, chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Ngữ Lam. Anh thân là chồng của Lâm Ngữ Lam, ở rễ tại nhà họ Lâm một tháng qua, tất cả những gì anh làm đều là việc của Osin, cũng chưa từng được leo lên giường Lâm Ngữ Lam, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ngữ Lam khinh thường anh. Trong biệt thự này, thứ duy nhất thuộc về Trương Thác, có lẽ chỉ có chiếc xe đạp vô cùng cà tàng dựng trong sân kia. Trương Thác mặc áo may ô trắng, quần bãi biển, miệng ngân nga một giai điệu không biết tên, khuôn mặt dạt dào niềm vui. Phù, còn có 2 gian phòng nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Một chiếc Aston Martin bản số lượng có hạn toàn thế giới dừng lại ở trước cửa biệt thự. Cả thành phố Ngân Châu, người có thể mua nổi chiếc xe này thì có đấy, nhưng người có tư cách mua, e rằng là không, dù là nhà họ Lâm. Một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống xe, trên người mặc quần áo của Versace bản số lượng có hạn, người có thể mua được loại quần áo này, đều có địa vị vô cùng quan trọng trên khắp cả nước. Người thanh niên tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai, đẩy cửa đi vào sân lớn của biệt thự, qua cửa sổ sát đất to lớn, nhìn thấy Trương Thác đang quỳ rạp trên đất, chổng mông nhà. Thanh niên đẹp trai đỡ trán. Trời ơi, lão đại, anh dù sao cũng là Satan, nổi tiếng lây lừng trong những người lãnh đạo của thế giới, có cần lắc mình biến thành lao công như vậy không hả? À không, phải nói là người đàn ông của gia đình. Satan. Hung thần, ác quỷ. Cậu thanh niên đẩy cửa đi vào biệt thự, đốt cho mình một điếu xì gà Goshiba Cuba, hương vị nồng đậm đã tản ra ngay từ khi điếu xì gà được đốt lên. Trương Thác đang bò trên mặt đất chưa thèm liếc nhìn người vừa đến một cái nào, tiếp tục lau sàn nhà, miệng nói. Cậu thì biết cái qué gì, cái này gọi là tình yêu. Dập ngay điếu thuốc chết tiệt kia cho ông, cậu cũng biết rồi đấy, vợ tôi không thích ngửi thấy mùi thuốc lá. Ôi, đây là lời nói xuất phát từ miệng tên nghiện thuốc nặng của chúng ta đó sao? Thanh niên đẹp trai biểu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn dập điếu thuốc đi. Vậy, lão đại, buổi tối có muốn đi làm vài ly không? Hôm nay cô nàng trong hoàng gia nước Thụy lại vừa gọi điện cho em đấy, sống chết cũng muốn được gặp mặt anh một lần, nếu anh đồng ý, cô ta sẽ lập tức dùng máy bay tư nhân của mình đáp xuống Ngân Châu. Ông đây là người đã có vợ, cái gì mà hoàng gia nước Thụy chứ, bảo cô ta cút ngay ra chỗ khác cho tôi. Trương Thác không nhìn được vẫy vẫy tay. Còn cậu nữa, cũng cút nhanh đi, không thấy ông đây đang lau sàn à? Ôi! Thanh niên đẹp trai thở dài. Thật là một người đàn ông vô tình, được rồi, em sẽ nói cho cô gái kia, lão đại, anh muốn từ bỏ tất cả thật sao? Một tháng nay anh biến mất, toàn bộ thế giới ngầm đều sắp điên lên rồi. Cái gì mà từ bỏ tất cả? Trương Thác đứng dậy, đập một cái lên gáy thanh niên đẹp trai kia. Ông đây bây giờ đã có được cả thế giới rồi. Trương Thác vừa nói vừa chỉ vào bức tường treo TTV trong phòng khách. Trên đó có một tấm ảnh cưới của anh đứng chung với một cô gái trong bức ảnh trang điểm nền nã, khẽ mỉm cười, xinh đẹp tựa như thiên sứ. Được rồi, người ta nói phụ nữ yêu đương sẽ không còn thông minh, em thấy đàn ông cũng y như vậy thôi, vậy em đi trước đây. Thanh niên đẹp trai bất đắc dĩ lắc đầu, ra khỏi cổng lớn biệt thự, đi về phía chiếc xe Aston Martin bản số lượng có hạn kia. Khi mở cửa xe, thanh niên đẹp trai đột nhiên dừng lại. Đúng rồi lão đại, anh ném thứ quý báu nhất của bậc thầy Cecil cùng một chỗ với những thứ bỏ đi kia, Cecil mà nhìn thấy chắc đau lòng lắm. Thanh niên đẹp trai chép miệng về phía những chiếc xe sang trọng đang bám đầy bụi trong sân. Quý báu cái gì, không phải xe đạp cũng dùng để đạp thôi sao, cậu thích thì tặng cậu đấy. Trương Thác phất phất tay vẽ không quan tâm. Thôi khỏi đi, thanh niên đẹp trai lắc đầu. Em cũng không dám đạp chiếc xe đạp được đấu giá 1,3 tỷ USD chạy lung tung trên đường đâu, đi nhé lão đại. Aston Martin vang lên tiếng động cơ gầm tú, biến mất trước cửa căn biệt thự. Trương Thác đi vào trong sân, nhìn chiếc xe đạp cà tàng kia, lẩm bẩm một tiếng. 1 tỷ 300 triệu. Còn không quý giá bằng một sợi tóc của vợ mình. Nói xong, Trương Thác đá ngã xe đạp, đúng lúc xe đạp ngã xuống mặt đất, điện thoại trong túi quần anh cũng vang lên. Trương Thác lấy chiếc điện thoại di động Huawei trị giá 1.000 ra nhìn, có một tin nhắn ngắn, nội dung là: Đại nhân Satan tôn kính, hoàng tộc nước Sa tha thiết mời chúng ta phái 10 nhân viên bảo vệ đến bảo vệ sự an toàn của thành viên vương thất, bản giá là 3 mỏ dầu, bộ ngoại giao nước Mễ. Trương Thác chỉ nhìn lướt qua, ngay cả nội dung cũng chưa đọc. Xong đã xóa luôn tin nhắn đi rồi, nhìn sàn nhà bên trong biệt thự, lẩm bẩm. Thật là, còn đến 2 căn phòng chưa lau xong đâu đấy. Trương Thác cất điện thoại di động vào trong túi quần, lại quỳ rạp trên mặt đất, vểnh mông lên, cẩn thận lau sàn nhà. Sau khi Trương Thác dọn dẹp vệ sinh toàn bộ biệt thự một cách sạch sẽ xong, đã là 6 giờ tối rồi. Một chiếc xe Benz lái vào khoảng sân lớn của biệt thự. Trương Thác vừa nghe thấy tiếng động cơ, lập tức chạy ra trước cửa biệt thự. Benz GT màu đỏ rực lộng lẫy như một con báo săn khiến cho người ta không thể dời mắt nổi, nhưng người phụ nữ vừa từ trên xe bước xuống kia khiến cảnh tượng trước mặt cũng trở nên ảm đạm phai mờ, cho dù là những kẻ yêu xe cường nhiệt, vào lúc này cũng sẽ không chú ý đến chiếc xe Benz GT, mà sẽ tập trung ánh mắt vào người phụ nữ kia. Chỉ diện áo sơ mi trắng phối với váy ngắn màu đen đơn giản, nhưng nhờ cô gái này mà bộ đồ không còn tầm thường, tất đen ôm lấy đôi chân thon dài hoàn mỹ như món quà tặng của Thượng Đế, mảnh khảnh, thẳng tắp. Suối tóc đen vuốt ra sau đầu, mỗi bước chân của người phụ nữ đều khiến cho mái tóc đen này bồng bềnh bay bổng. Da thịt trắng nõn của cô còn non mềm hơn cả trẻ sơ sinh, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đây là một người phụ nữ hoàn mỹ tập hợp đủ cả khí chất, gương mặt, tài sản. Nếu nhất định phải nói ngọc cũng có tì vết, có lẽ là nét mặt lạnh lùng như băng của người phụ nữ này. Sau khi xuống xe, người phụ nữ cũng không thèm liếc nhìn Trương Thác đang đứng ở cửa biệt thự một cái nào, đi phăm phăm qua cổng lớn. Vợ! Chủ tịch Lâm về rồi à? Trương Thác nhìn người phụ nữ trước mặt vẻ lấy lòng, xưng hô vốn sắp bật ra khỏi miệng nhưng lại phải thu về vì một ánh mắt của người phụ nữ. Lâm Ngữ Lam, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, người vợ hợp pháp mà Trương Thác mới đăng ký kết hôn 1 tháng trước. Lâm Ngữ Lam vừa nhìn thấy Trương Thác, trong lòng lại có một cơn chán ghét tự nhiên dâng lên. Có 2 loại người mà cô ghét nhất, một là loại người mồm mép tép nhảy, còn có một loại nữa là những kẻ hết ăn lại năm, rất khéo. Trương Thác chiếm cả 2 loại trên. Trong mắt Lâm Ngữ Lam, Trương Thác chính là hạng người suốt ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng, tự bản thân mình không nghĩ đến chuyện phát triển, phải dựa vào phương pháp ở rễ này để được sống sung sướng hơn những người khác, hàng tháng cầm 20.000 tiền lương mà cha mình đưa cho anh. Nhà họ Lâm nhiều đời chỉ sinh một con, đến đời cha của Lâm Ngữ Lam, lại sinh một cô con gái, vì không để cho hương hỏa nhà họ Lâm bị chặt đứt, chỉ có thể tìm người ở rễ, Lâm Ngữ Lam nghĩ. Mãi mà không hiểu, tại sao cha mình lại chọn một người như vậy, cô vô số lần đưa ra lời phản đối với cha mình, kết quả đều chẳng có tác dụng gì. 1 tháng trước Trương Thác về ở rễ nhà họ Lâm, 1 tháng qua, Lâm Ngữ Lam nghĩ ra vô số phương pháp muốn đuổi Trương Thác đi, vì vậy Lâm Ngữ Lam cố tình sa thải hết người giúp việc, để Trương Thác làm toàn bộ công việc trong nhà, khi cô đi xã giao cũng chưa từng dẫn theo Trương Thác. Ban đầu Lâm Ngữ Lam cho rằng Trương Thác chắc chân không thể nhẫn nhịn được bao lâu, không ngờ được tên này còn thấy thích thú. Chủ tịch Lâm, cả ngày bận rộn có mệt không, đã pha xong trà cho em rồi đây. Trương Thác nở nụ cười lấy lòng, đưa một tách trà nóng cho Lâm Ngữ Lam. Nghe trọn bộ tại MeTruyenAudio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.